bớt rác thải cũng là một cách để sẻ chia vất vả với những công nhân này. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đắk Lắk ghi nhận thêm 119 ca mắc COVID-19. Đắk Lắk đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo. Cảnh báo tai nạn giao thông trong vụ thu hoạch cà phê. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Công an huyện Krông Bách thi đua làm theo lời Bác. Trong phần tin thế giới, Australia ủng hộ tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trung Quốc tiếp tục chính sách không COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong 24 giờ qua, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 119 ca mắc COVID-19. Riêng thành phố Buôn Ma Thuột đã có 70 trường hợp, trong đó có đến 45 ca bệnh được phát hiện tại cộng đồng. Trong tổng số 119 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa được